mở một cái chương trình đào tạo, nhưng lần này là phải có sự phối hợp với giữa các đối tác trên toàn quốc. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển giao toàn bộ cái format, mấy nay tôi đang viết ngày viết đêm cho xong. Cuốn sách gọi là Thấu hiểu và giải quyết những cái vấn đề con trẻ. Con mê game thì phải làm sao? Con nổi loạn thì phải làm sao? Con mình nói dối thì phải làm sao? Con mình nhút nhát thì phải làm sao? Con mình nó mê TikTok, nó yêu sớm thì phải làm sao? Vân vân. Tất cả những cái gì mà nó đã diễn ra trong cái hành trình nuôi dạy con và các học trò của mình, tôi viết nó lại thành một cái cuốn sách. Ai muốn nhận cuốn sách này miễn phí, đưa tay lên, vẫy vẫy. Nhớ trả ít phí để có tiền in. Rồi. Vậy thì cái cuốn sách này đó là cuốn thứ nhất. Cái cuốn thứ hai đó là mỗi đứa trẻ đó nó có một cái phong cách học khác nhau và chúng ta cần phải có những cái trò chơi, những cái hoạt động phù hợp với từng nhóm trẻ. À, cái này trước là chỉ dạy cho giảng viên của Tâm Trí Lực thôi. Nhưng lần này quyết định sẽ viết thành sách đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Các cái trò chơi như thế nào, các hoạt động như thế nào đối với đứa trẻ mà mạnh tương tác thì chơi cái gì, đứa mạnh về ngôn ngữ thì chơi cái gì, bao nhiêu hoạt động, từng bước ra sao. Tức là về phương pháp đào tạo trẻ theo từng nhóm đó. Để chuyển cái này cho thầy cô là thứ nhất, mà thứ hai là chuyển cho cha mẹ để cha mẹ biết cách tương tác. Chứ có nhiều khi đứa trẻ nó nằm nó học, cái cha mẹ biểu, ngồi về học. Tao mà ngày xưa như vậy là ông ngoại mày đánh cho te đít rồi đó. Tức là mình là cái người ngồi im học được, cho nó là phải nằm lên nằm xuống nó mới học được. Ai hiểu ý này rồi đưa tay với vậy. Thỉnh thoảng phải cho nó nằm. Thì đây chúng ta cũng sẽ viết thành sách, chuyển giao cho thầy cô và phụ huynh. Ai muốn được nhận cuốn sách này miễn phí đưa tay lên với vậy. Nhớ trả ít phí để có tiền in sách. Còn xây trường nữa cực lắm. Ok. Và thứ ba, đó là làm sao để dạy một đứa trẻ thành một cái người có đức và có tài. Thì chúng ta phải hướng dẫn phụ huynh từng ly từng tí. Ngay cả cái việc mà làm sao cho con làm việc nhà thì cũng phải có từng cái bài một gợi ý. Để phụ huynh nhìn đó là phụ huynh biết liền. Chứ không mình nói chung chung có người về thực thi không được. Tư duy thì hiểu. Mindset thì ổn. Nhưng mà skill set, tool set thì không ổn. Được không ạ? Nên là mình cần phải có đầy đủ như vậy cho người ta. Tôi phải ngồi tôi viết xuống một cái giáo trình đầy đủ như vậy, in thành sách, chuyển giao cho phụ huynh. Tức là mình lên lớp, mình đào tạo đầy đủ như thế này, ngồi nói chuyện với phụ huynh như thế này, sau đó chuyển giáo trình về cho họ. Rồi thứ năm hàng tuần, chỗ nào họ bị gặp khó khăn, mình lại giải đáp cho họ. Bao nhiêu người muốn nhận cuốn sách này, đưa tay lên với vậy. Nhớ trả ít phí để in sách. Đối tác là không cần trả nhiều, trả ít thôi, đủ tiền in sách thôi. Còn phụ huynh là mình bán. Được, bán nhỏ. Vài trăm ngàn cho vui thôi. Và cuối cùng là một cái khóa rất là quan trọng. Tỷ phú hạnh phúc. Ngày mai đi Phú Quốc rồi, nên tối nay tranh thủ. Ngày mai có chương trình, ngày mốt có, sẽ có lớp. Ngày mai đi, nhưng ngày mốt có chương trình với Sắc Hưng. Chắc sắp tới là thành Sắc Phong. Biết đâu được lên sát cái công ty mình IPO ngon lành. Rồi, nên tranh thủ tí nữa thôi nha. 5 phút nữa thôi nghe các anh chị. Nỗ lực ha. Vậy thì chúng ta tiếp tục cho một cái cuốn sách. Đó là về cái chủ đề đó là tỷ phú hạnh phúc. Tức là làm sao có rất nhiều người, anh chị ngồi ở đây có tiền tỷ trong túi. Nhưng mà có những người 1 tỷ của họ trong tài khoản là họ chưa từng có luôn á. Họ không biết sao có 1 tỷ trong tài khoản á. Vậy thì họ không hiểu gì về tiền hết. Thì mình phải giúp họ hiểu về tiền. Làm hoài mà không thấy dư đã được tỷ 2 tỷ gì hết. Thì chứng tỏ là chưa hiểu về tiền. Vậy thì bao nhiêu người đồng ý với tôi là làm gì làm, chứ mà tiền là phải đủ đầy thì cuộc sống mới ổn được. Đây vậy vậy. Thế thì tất cả những cái chương trình học về tiền của mình sẽ tổng hợp lại những cái kiến thức mà mình đã làm thành công. Mình cho một ví dụ cụ thể luôn là mình làm cái đó được bao nhiêu tiền. Rồi cái không làm mà vẫn có tiền thì phải làm sao? Mình viết lại đầy đủ.
để cho những người nào ví dụ như là thầy cô nè, bác sĩ nè, kỹ sư, họ đều biết cách để làm ra một cuốn sách của họ, làm ra một khóa học của họ, làm ra một cái gì giáo án nào đó của họ mà có thể phục vụ cho người khác để có tiền. Vậy thì mình sẽ có một cuốn sách, nhưng mà có tiền nhưng mà phải vui nha. Chứ rất là nhiều người, bao nhiêu người thấy là không có tiền là nó không vui, nhưng mà rất nhiều người có nhiều tỷ mà vẫn không vui. Ai thấy cảnh đó đưa tay lên phải không? À, tại mình không hiểu về giá trị của tiền bạc á. Nên nhiều khi mình đem con đồng tiền mình bỏ lên giống như Chúa như Phật của mình vậy đó, là mình khổ cái thân. Nó phải là tôi tớ của mình. Tiền mà là Chúa Phật của mình là chết rồi đó, chắc chắn mình khổ rồi. Ha, nó phải là công cụ, nó phải tôi tớ phục vụ cho đời sống. Chứ không thể nào đem nó bỏ trên kiểu như trên bàn thờ được. Vậy thì chúng ta, tôi sẽ viết lại toàn bộ cái hành trình mà làm sao để chúng ta có một cái cuộc sống tài chính một cách thịnh vượng, mà có cuộc sống vui vẻ, có ý nghĩa. Đó là cuốn thứ tư và cũng là cái chương trình đào tạo thứ tư dành cho phụ huynh. Ai muốn tham dự cái lớp học này và có cuốn sách này, đưa tay lên vẫy vẫy. Nhớ đóng ít tiền để in sách. Rồi, đó là về phần của phụ huynh. Còn về phần của các con thì mình sẽ dạy cho các con phương pháp học tập, hướng dẫn cho các con đầy đủ cái cách để toán học làm sao, lý học làm sao. Có những đứa mình viết sách đó nó cũng chịu đọc đâu, mình phải ngồi mình chơi với nó. Mỗi thứ năm hàng tuần mình lên mình chơi với nó nửa tiếng. Tiểu học chơi nửa tiếng. Trung học tức là cấp 2, cấp 3. Trung học cơ sở, trung học phổ thông chơi nửa tiếng. Và có nửa tiếng dành cho phụ huynh nữa. Nửa tiếng đến 45 phút dành cho phụ huynh. Không phải một mình tôi đâu. Mà công ty chúng ta mới mời được những chuyên gia về đầu quân rất là giỏi luôn. Họ sẽ cùng với chúng ta. Và rất nhiều anh chị em đối tác ở đây cũng rất là giỏi. Chúng ta sẽ giúp cho những phụ huynh mà có những cái khúc mắc với con mà chưa biết cách giải quyết đó, thì họ sẽ giải quyết. Đó. Cái chương trình này sẽ được diễn ra tối thứ năm hàng tuần. Phụ huynh thì phải học các cái khóa học như tôi vừa nói. Đầy đủ như vậy. Tức là họ trở thành một chuyên gia để dạy cho con ngay tại nhà, chứ không phải đem đi trường nào, trung tâm nào hết trơn á. Được không anh chị? Ba người đồng ý với tôi rằng gia đình chính là cái ngôi trường tuyệt vời nhất. Nếu mà cha mẹ thành thạo mấy cái đó là gia đình là tuyệt vời nhất. Đâu cần chở đi học thêm một kèm. Đâu có cần chở đi qua tâm lý lực chi cho cực cái thân. Được không ạ? Rồi có những chương trình cần phải gặp nhau thì chúng ta mới hội về thôi. Còn không thì từng ngày mình phải biết cái cách mà xử lý với con mình chứ. Mình phải biết dạy cho con mình cái gì. Được không ạ? Mình chuyển giao toàn bộ chương trình đào tạo hiện tại cho phụ huynh. Có tài liệu, rồi có khóa học, rồi có giải đáp hàng tuần, đầy đủ như vậy. Bao nhiêu người muốn khách hàng của mình, tức là những người đã từng ủng hộ 5 phút thuộc bài của mình, họ có cơ hội học cái chương trình này, anh chị em. Có ha. Và đặc biệt là các con của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta sẽ dạy cho nó làm mấy cái bài tập để đảm bảo cho nó có một cơ thể khỏe mạnh. Nó thuộc bài ngay tại lớp. Rồi nó làm việc nhà. Mỗi ngày các con đều làm việc nhà với chúng ta. Và nó làm mỗi ngày một việc tốt. Đó. Chúng ta làm một cái chương trình như vậy. Và cứ chủ nhật hàng tuần là chúng ta sẽ tổ chức, gọi là cho từng cái tỉnh, quận, huyện chạy marathon, tham gia các cái chương trình marathon trong cộng đồng hiện tại của chúng ta. Và một cái chương trình mà đào tạo hiện tại như vậy là chúng ta xét một khung thời gian là 5 năm. Đó là cái thời gian mà tôi đào tạo thành công những đứa bé mà tôi mãn nguyện nhất 5 năm. Huỳnh Lâm Tính, Gia Hưng, Phương Nghi, vân vân. 5 năm là khoảng thời gian trung bình để đào tạo ra một hiện tại mà tôi cảm thấy rất là mãn nguyện. Vậy thì chúng ta cũng sẽ dạy cho các con 5 năm. Và trong 5 năm đó mỗi ngày con chỉ cần làm 5 việc. Được không ạ? Thuộc bài tại lớp, chinh phục cái mục tiêu cao thủ học đường. Một tuần chỉ cần chinh phục một lần dưới 21 giây là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ngày nào cũng lên 5 phút thuộc bài, học bài xong rồi làm đúng 10 trên 10 là coi như hoàn thành nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 3 là mỗi ngày đi 5.000 bước chân. Nhiệm vụ thứ 4 là mỗi ngày làm một việc nhà cùng với cha mẹ. Và nhiệm vụ thứ 5 là mỗi ngày làm một việc tốt. Ví dụ như là giữ thang máy.
Ví dụ như là nhặt rác bỏ vào cái thùng rác, đúng không ạ? À, ví dụ như là giúp bạn của mình hiểu bài tại trường, ví dụ như chia sẻ cho bạn cái bánh, tất cả những cái đó đều gọi là việc tốt. Và chúng ta sẽ có một cái danh sách việc tốt để cho các con chọn lựa mà làm. Con làm xong con tích cái là phần mềm nó ghi nhận đã xong, được không anh chị? Và 5 năm như vậy học phí là 5 triệu đồng. Cha mẹ được học tất cả những khóa học để trở thành một chuyên gia để nuôi dạy con mình tại nhà. Học mấy 4 cái khóa học kia đó là thay vì bỏ ra hàng trăm triệu đồng để học, mà bây giờ con của mình học hiện tại có 5 triệu thôi mà mình được học tất cả những cái đó, được chuyển tài liệu rồi cho đầy đủ hết. Các anh chị thấy có rẻ không? Bao nhiêu người thấy 5 năm 5 triệu cha mẹ trở thành chuyên gia, biết cách thiết kế cuộc sống cho con, cho gia đình, thấy nó rẻ thì comment rẻ quá trời ơi. Chúng ta sẽ có một cái mức học phí cho giai đoạn đầu là 5 triệu. Rồi từ từ nó lên 10 triệu, lên 50 triệu. Ai học giai đoạn đầu 5 triệu 5 năm. Và điều đặc biệt nè, sau khi học xong, tốt nghiệp 50% trở lên là bắt đầu được trả lại tiền. Hoàn tất 100% các bài tập dễ thôi. Chỉ cần mỗi ngày con xách bịch rác con bỏ ra ngoài là con xong một bài tập. Mỗi ngày con chỉ cần giữ thang máy cho ai đó là con xong một bài tập. Hoặc là nhặt một cái rác bỏ vào thùng là xong một bài tập. Mỗi ngày con chỉ cần làm đơn giản như vậy và đi đủ 5.000 bước chân đơn giản. Ai cũng làm được. Và chỉ cần làm những cái chuyện đơn giản lặp đi lặp lại như vậy. Đó. Và hoàn tất 100% thầy trả lại cho con 5 triệu. Vậy là không tốn đồng nào hết. Quá khỏe. Còn nếu con hoàn tất có 50% là được nhận lại 2 triệu rưỡi. Ai hiểu ý này rồi đưa tay vẫy vẫy. Vậy thì mỗi ngày mình nói con mình đi đổ bịch rác để đỡ tốn tiền học phí. Ai như người thấy quá đơn giản. Ai hiểu ý này đưa tay vẫy vẫy. Hiểu chưa? À, và đặc biệt nè. Chủ nhật hàng tuần, anh Nguyễn Tuyến sẽ dẫn học hiện tại mà do anh quanh cái khu anh ở. Chạy, chạy bộ. Tèn tèn tèn. 5 thầy trò, 10 thầy trò. Khi mà con học hiện tại sẽ được phát bộ áo. Tất cả các hiện tại đều mang đồng phục y chang nhau. Được không ạ? Khắp cả nước đều chạy bộ. Cứ chủ nhật lại là anh Tiến dẫn một đội, chị Tâm dẫn một đội, chị Nga dẫn một đội. Đó, chị Minh dẫn một đội, 5 cũng được, 10 cũng được. Cha mẹ và các con chạy trong công viên, chạy trong xóm, chạy ở đâu đó tùy. Chạy chỗ nào mà an toàn. Anh chạy, 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 chạy đủ 5.000 bước chân là xong. Được không ạ? Làm cho mấy đứa khỏe mạnh, dẫn tụi nó đi uống nước mía. Rồi sau đó ăn một bữa sáng, đi về. Chủ nhật nào mình cũng làm. Sau đó ở Tâm Chí Lực sẽ có người live stream trên khắp toàn quốc và hỏi: chị Minh ơi, chị Minh, cho chúng tôi coi hiện tại của chị đang ở đâu. Chị Minh bật cái camera lên, thay vì ngồi trong Zoom như thế này, chị Minh chỉ vào cái nhóm 10 đứa hiện tại và cha mẹ đang chạy phía trước. Và chị Minh nói: thưa thầy đây nè. Rồi anh Tiến ơi, cho chúng tôi coi anh hiện tại của anh đang ở đâu. 63 tỉnh thành khắp các quận huyện, các con đều chạy tức mừng khói lửa. Và chú Tony Bùi Văn Ngợi cũng đang dẫn một đội y chang như vậy, đang chạy dưới Italien. Rần ở dưới Italien, vui ơi vui. Và hàng tháng chúng ta tổ chức cho các con đi làm từ thiện, đi dọn dẹp, trồng cây, bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ tạo ra các hoạt động để cho hiện tại trên khắp cả nước. À xin lỗi các anh chị, là một tài khoản là 5.868.000, nhưng mà có tặng một cái năm học, 5 phút thuộc bài, một năm. Vậy thì hiện tại đăng ký ở tỉnh nào thì cái tài khoản sẽ thuộc về cái vị đối tác mà đang phụ trách hiện tại ở ngay khu vực đó. Ví dụ như là hiện tại đó thuộc về khu vực An Giang thì là chị Trang phụ trách, nhưng mà nó phụ thuộc, nó đúng ngay cái huyện đó thì có một đối tác khác, thì coi như đối tác đó sẽ phụ trách. Cái này thì để bên phòng tư vấn họ sẽ hướng dẫn cho các anh chị một cách chi tiết. Đây là tôi nói trước cho nghe thông tin thôi, còn chi tiết họ gửi cho anh chị một cái văn bản đầy đủ. Có nghĩa là mục tiêu của chúng ta chinh phục trong năm 2023 là có 1 triệu hiện tại trên khắp cả nước. Bao nhiêu người thấy rằng 5 năm mà 5 triệu mà phụ huynh được học trở thành một chuyên gia. Xin lỗi các anh chị, cho để học 4 cái khóa học kia, bình thường là phụ huynh phải đóng bèo bèo cũng phải 5-70 triệu gì đó thì mới học hết được một cái combo như vậy. Bây giờ phụ huynh được học đầy đủ như vậy có 5 triệu, hỏi lại lần nữa, ai ở đây thấy rẻ ơi là rẻ.
từ tay vậy vậy. À, vậy thì cái hoạt động này nó rất là có ý nghĩa luôn. Và lần này chúng ta sẽ đào tạo hiện tại khắp cả nước. Và chỉ cần phụ huynh đồng hành với con thôi thì con họ được học miễn phí. Kết thúc hành trình trả lại tiền. Trước khi vô học là có một cái cam kết rõ ràng. Luật sư đã soạn xong hết rồi. Chúng ta có một cái cam kết với phụ huynh. Học xong hoàn tất hết bài tập, hoàn tiền. Còn nếu mà học xong mà hoàn tất 80 thì trả 80% học phí. Nhưng mà mỗi ngày chỉ cần nhắc con mình đi xách một bịch rác ra ở ngoài bỏ thôi thì có gì đâu mà làm được. Ai ở đây tin rằng mỗi ngày tôi có thể nhắc con tôi là gọi là cắm cái nồi cơm hoặc là xách bịch rác hay rửa cái chén gì đó để nó hoàn tất bài tập của nó. Tôi tay lên với bạn. Được chưa? Mà thứ năm hàng tuần là bắt đầu đứa nào mà có làm những việc đó là được lên quay số trúng thưởng. Trời ơi, cũng tưng bừng khói lửa. Giày, vớ, mũ, nón, quá trời quá đất. Tạo cho các con cái sân chơi. Sau đó thầy Phong và các thầy cô sẽ ngồi hướng dẫn và lắng nghe xem con cần hỏi đáp cái gì. Mình tạo ra một sân chơi tưng bừng khói lửa khắp cả nước. Và như vậy thì tài khoản mà người ta mua để học 5 phút tụt bài đó, thì mình đem mình đối tác ở khu vực nào thì đối tác khu vực đó chịu khó cung cấp cho người ta. Được không anh chị? À, như vậy thì mình tạo ra được giá trị cho con cái người ta. Và người ta thấy cái chương trình đào tạo hiện tại của chúng ta nó hay, nó có giá trị. Nó làm cho con người ta khỏe mạnh, tự lập, tự học, vân vân. Thì cái việc mà người ta họ tham gia hành trình này, họ được gọi là học miễn phí nếu họ đồng hành với chúng ta một cách sâu sát, thì coi như là chúng ta ngon lành rồi. Vậy thì cái tài khoản mà cung cấp tặng cho họ đó, thì các anh chị ở khu vực của các anh chị phụ trách, thì các anh chị cứ tặng cho anh ta. Xong rồi công ty sẽ trả lại cho anh chị 868 ngàn. Ai đã hiểu ý này rồi, đưa tay vẫy vẫy. Và năm sau nếu mà họ muốn con học cái chương trình 5 phút tụt bài, họ lại phải gia hạn. Chứ không gia hạn đâu có làm cái bài tập gọi là 10 trên 10 mỗi ngày được. Và họ muốn con họ thuộc bài tại lớp, yêu việc học, thì cái việc một năm họ bỏ ra 868 ngàn để học trong một cái trường song ngữ như vậy là quá sức rẻ. Vậy thì năm sau anh chị lại bán cái tài khoản cho người ta. Ai hiểu ý này rồi đưa tay vẫy vẫy. Và nhiệm vụ của các anh chị là phải làm gì? Phải dẫn tụi nhỏ chạy bộ hàng tuần, phải đồng hành với con cái người ta, chứ không có được bán tài khoản xong rồi bỏ rơi người ta. Ai hiểu ý này rồi đưa tay vẫy vẫy. Và 4.500 đối tác của chúng ta trên khắp toàn quốc sẽ vào cuộc. Và chúng ta phải làm một cách quyết liệt. Chúng ta phải có trách nhiệm với khách hàng của chúng ta. Và ai chưa biết cách học phải hướng dẫn cách học. Đứa nào mê game phải lôi nó ra khỏi game mới giỏi. Đứa nào lười tập thể dục, kích thích nó tập thể dục, thì mình mới đúng là một cái người làm giáo dục thực sự. Chứ không phải là cứ nghe đi bán cái tài khoản nào có lời cái đi bán. Bán cái này thấy hơi khó, chuyển qua bán cái khác. À, cứ rủ nhau suốt ngày hết bán hết cái này qua cái kia. Thành con buôn luôn. Cái nhà giáo dục gì kỳ. Ai hiểu ý này rồi đưa tay với vậy. Ai ở đây là một người làm giáo dục thì comment vào tôi. Ai nghĩ mình là một cái người yêu công tác làm giáo dục comment vào tôi. À, mình là một người làm giáo dục, mình yêu giáo dục, mình yêu con trẻ, mình muốn được nhìn thấy đất nước của mình tốt đẹp, các con của mình yêu việc học, thanh thiếu niên trên khắp cả nước này khỏe mạnh, hùng hục. Được không ạ? Trở thành những con người khỏe mạnh, những con người biết tự lập, biết lo cho bản thân, để sau này còn lo cho vợ của nó nữa chứ. Để sau này còn gọi là biết sắp xếp gia đình của nó nữa chứ. Được không ạ? Đó. Một cái đứa trẻ đầy lòng nhân ái, mỗi ngày làm một việc tốt cho người khác. Quên nói với các anh chị, khi nó làm việc tốt thì trên phần mềm nó có cái chỗ ghi lại việc tốt đó là việc gì. Nó sẽ được lưu vào trong cái profile của đứa bé. Và khi con học lớp 12, cái cô mà giám đốc truyền cảm hứng của chúng ta là một cái nhà đào tạo chuẩn quốc tế. Và cô có kết nối với rất là nhiều cái nguồn học bổng ở các trường đại học khác nhau ở các nước. Và cái profile của con mình, anh chị có biết là các quốc gia họ rất là muốn những cái du học sinh mà có đạo đức, có tài năng, khỏe mạnh đến đất nước họ không? Bao nhiêu người biết chuyện này đưa tay với vậy? Cái này hỏi chị chương trình chắc chị rành lắm á. Tức là ở tất cả các quốc gia mà tiên tiến, họ đều đề cao cái ý thức xã hội, họ đề cao cái lối sống chính trực, họ đề cao cái sự khỏe mạnh, họ đề cao cái lối sống gọi là khỏe mạnh. Và nếu mà con cái của chúng ta mà học cái chương trình này, profile của nó sẽ được lưu lại theo hàng tháng, hàng năm. Đến khi con tốt nghiệp 12, chúng ta sẽ đem cái profile đó để gửi cho tất cả, apply cho các cái gọi là các cái trường mà có các cái chính sách học bổng
cho con cái của mình. Và nếu mà con anh chị đạt chuẩn thì hoàn toàn có thể du học ở Úc, ở Mỹ một cách miễn phí. Và chỉ cần chúng ta lo những cái chi phí căn bản, còn lại thay vì phải đóng tiền học rất là nhiều, thì bây giờ chúng ta có những công nhân tốt như vậy. Và tôi thưa với các anh chị rằng là cái tương lai của con cái chúng ta ngày mai nó như thế nào, nó tùy thuộc vào ngày hôm nay anh em mình làm cái gì, được không các anh chị? Ai sẵn sàng tham gia cái hành trình này quyết liệt đưa tay lên. Bye bye. Mình không phải là mấy người đi buôn tài khoản đâu nghe. Mình không phải là con buôn đâu mà cứ đi bán cái tài khoản lời mấy chục ngàn. Bán được thì cười hí hí. Bán được mặt rầu giống như là không phải. Chúng ta không phải làm như vậy đâu. Nếu mà sinh ra mà đi bán mấy cái tài khoản thì tôi cũng làm chi ha? Khối việc khác làm khỏe hơn, hay hơn. Nên là anh em mình lưu ý mấy cái việc như vậy. Rồi. Cái chương trình này chi tiết cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ được nhận thông tin từ phòng tư vấn. Hôm nay là những cái hạng mục cuối cùng đã được chốt. Tôi thông báo qua cho anh chị nắm như vậy nha. Vậy thì chúng ta sẽ khai giảng nó vào năm 2023. Và hãy hình dung là tất cả mọi tỉnh thành 4.500 đối tác của chúng ta, mỗi người dẫn 10, 20, 30 hiện tại. Và như vậy thì từ 10, 20, 30 đó nó trở thành 100, 200, 300. Chỉ cần chúng ta chăm sóc, đồng hành với con cái người ta, thì một năm mà người ta đầu tư cho con người ta mấy trăm ngàn thì có gì đâu mà nói. Và đặc biệt là nó học xong nó được hoàn tiền lại mà. Ai hiểu ý này rồi đưa tay với bấy. Được không ạ? Nên mình phải làm quyết liệt cái này. Và thời gian qua là thời gian chúng ta chuẩn bị. Và bây giờ nó đã đủ những cái nền tảng căn bản rồi. Đến lúc chúng ta bắt đầu làm rồi. Các anh chị ha. Rồi đầu tiên chúng ta cứ mở bán một cái gói hiện tại 5 năm như vậy là 5.868.000. Đó, rồi cũng giống như 5 phút thuộc bài. Từ từ chúng ta lên 6.868.000. 10.868.000. Rồi cứ ai học sau cái nó lên 50.868.000. Học trò chúng ta đông mà chưa ra đối tác á, là chúng ta phải có chiến lược, có thể phải thuê người đó. Thì lúc đó chúng ta làm sao? Học phí nó sẽ phải tăng lên mới đủ để cover cái đó. Được không các anh chị ạ? Nên là thời gian đầu chỉ có 5.868.000. Đó, chúng ta sẽ mở đăng ký từ hôm nay. Xin lỗi, từ ngày mai khi mà có chính sách cho các anh chị. Rồi sau đó tới cái khi chúng ta khai giảng lớp đầu tiên, lịch khai giảng sẽ được niêm yết, thông tin đầy đủ. Và các anh chị đối tác ở tỉnh thành nào, huyện nào, xã nào thì cứ có học sinh thì các anh chị ở khu vực đó sẽ là người chăm sóc cái người học sinh đó. Còn nếu mà các anh chị không chăm sóc thì chúng tôi sẽ giao ngược về trên tỉnh. Ví dụ như tỉnh Đồng Nai nó có nhiều huyện khác nhau. Bây giờ có một cái bạn học sinh ở xã Xuân Tâm. Nó mua cái tài khoản đó thì chúng ta có một đối tác ở đó thì người đó sẽ là người cung cấp tài khoản. Nhưng mà khi cái học phụ huynh họ nói là trời ơi cái đối tác này không có đồng hành với những cái hoạt động của hiện tại, là lập tức chúng ta sẽ điều cái người phụ trách của cái tỉnh Đồng Nai đó xử lý cái trường hợp đó. Thì nên làm như thế nào? Có thể là đi về cái xã Xuân Tâm đó tìm một cái thầy cô giáo, một cái người nào mà mê cái công tác làm giáo dục để mời họ làm đối tác với chúng ta để cover cái khu vực ở cái khu vực đó. Anh chị hình dung ý này không ạ? Ai đã hiểu ý này rồi đưa tay với vậy. Thì chúng ta có những cái người lãnh đạo rất là tâm huyết như chị Thanh Tâm, Bích Thùy, gọi là Thúy Thanh rồi vân vân. Thì những anh chị đó họ sẽ đi làm những cái công việc đó để đảm bảo hệ thống đào tạo hiện tại khắp cả nước của chúng ta. Như vậy là anh em có thể vừa phát triển được cái sự nghiệp công việc của mình mà vừa đồng hành được với con của mình và học trò của mình trong cái khu vực mà mình sinh sống. Vui không anh chị em? Vui không? Vui không? Ở Tây Ninh của chị Trương Trần là yên tâm nha. Sẽ có đội hiện tại Tây Ninh mặc áo voi hita chạy rần 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 quanh tòa thánh luôn. Bà con ở đó sẽ rất là cảm ơn chị Trương Trần vì nhờ sự hiện diện của chị mà có rất là nhiều đứa bé được tham gia tập thể dục hàng ngày. Thứ năm hàng tuần đều được quay số trúng thưởng. Ba má nó thì được trở thành một chuyên gia để hiểu nó. Mà khó khăn là chỉ cần thứ năm online lên hoặc là gọi lên cho cái tổ mà phụ trách hỗ trợ chuyên môn đó, họ giúp cho. Như vậy thì một cái chương trình đào tạo của chúng ta nó rất là công phu như vậy và nó sẽ bắt đầu chạy trong năm 2023. Đó là những cái thông tin rất là quan trọng mà tôi kính gửi đến tất cả anh chị em đối tác và quý thầy cô trong buổi tối hôm nay. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta là những người làm giáo dục, yêu giáo dục
chúng ta muốn làm một cái gì đó có ích cho các con trên cái đất nước thân yêu của chúng ta. Và chúng ta với bổn phận là một công dân, chúng ta mang ơn rất là nhiều người, nhiều cái thế hệ. Và việc của chúng ta là ngoài cái việc lo cơm áo gạo tiền cho bản thân thì phải học cách làm cái gì đó có ý nghĩa cho xã hội, cho người khác nữa ha. Và cái chương trình đào tạo này tôi mong anh em là bám thật là sát để làm sao chúng ta làm tốt nhất cho địa phương của mình. Và chỉ cần ra kết quả thôi, kết quả là cái ngôn ngữ tuyệt vời nhất ha. Và để làm được việc đó thì anh em chúng ta phải làm thật là chặt chẽ, thật là đồng lòng. Tôi cũng chia sẻ với anh em tin vui là bên phòng kinh doanh của chúng ta đó, tổ chức đối tác, khi mà công ty lớn nhanh quá thì sức của các anh em tâm chí lực họ cần có thêm những cái vị lãnh đạo lớn hơn, thì chúng ta đã mời được một cái vị lãnh đạo rất là gọi là rất là tài năng luôn, đã từng làm giám đốc của Techcombank, đã từng gọi là ở những cái vị trí cấp cao. Cô ấy về, cô ấy cover nguyên một cái mảng gọi là đối tác. Và sắp tới đây anh em sẽ thấy rằng, các đối tác sẽ thấy rằng cái cách tổ chức của chúng ta nó rất là bài bản, có hệ thống. Chứ không phải là trước đây công ty ta đang ở mô hình nhỏ nhỏ thì bình thường. Nhưng mà khi lên một hệ thống lớn, nhiều khách hàng yêu thương quá, thì lúc đó chúng ta cần phải có những cái người vị lãnh đạo có cái kinh nghiệm lớn hơn để giúp cho cái việc phát triển trên toàn quốc nó diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn, và tất cả các phòng ban ở tâm lý lực bây giờ đều có những cái vị lãnh đạo ở các tập đoàn, họ đã về, đúng không ạ? Họ đã về, họ sắp xếp lại để chúng ta phát triển. Và trong 4 năm tháng vừa qua anh em chúng ta thấy tâm lực chúng ta đâu có làm tưng bừng như trước đâu. Để làm gì ạ? Để mình chậm lại, mình sắp xếp lại đội ngũ. Bây giờ thì mọi thứ đã ok rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó phát triển.